Rồi bây giờ hát bài con cào cào. Con cào cào có cánh trắng hiểu hả? Con cào cào có cái cánh xanh xanh, sao nó bay rất nhanh được. Cây rồi nhỏ. Con cào cào rất thích gì? Rất thể thao nên mới bay nhanh, mới nhảy rất ui cao. Muốn khỏe đẹp ý nào? Ai muốn khỏe đẹp ý người nào? Rồi hát bài gì nữa? Rồi bây giờ đếm 1, 2, 3 cho Út nghe đi, rồi Út mở cho coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gì nữa? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. 5, 6, 7, 8, 9, 10.